Tự tin và chững chạc, đó là những ấn tượng đầu tiên mà cậu bé này mang lại. Nhìn bộ trang phục rất bắt mắt này, các bạn có đoán ra được tiết mục của bé hay không? Lúc mà Michael qua đời thì con thấy Michael trên TV. Con thấy hay quá nên con mua đĩa về con tập. Con thần tượng Michael Jackson và những sao Việt. Sau này lớn lên, mơ của con là muốn làm diễn viên. Tự tin không? Bao nhiêu phần trăm? 90%. Tại sao? 100 mình chơi luôn. Con xin chào chú Thành Lộc, cô Thúy Hạnh và chú Tấn. Và các cô chú có... Các cô chú và anh chị có trông thế nào? Con tên là Nguyễn Đặng Đăng Khoa. Năm nay con 10 tuổi. Con đến từ quê con ở Cà Mau. Con lên đây được 1 năm. Bây giờ Đăng Khoa sẽ tham gia phần thi gì? Dạ, con tham gia phần thi nhảy. Nhảy, rồi xin mời Đăng Khoa. Her face, her lines, divinity in motion.